Hôm nay chúng ta lại bàn về Tam Quốc, nhưng thay vì nói về một người, ta hãy phân loại những hạng người cho nó xịn sò. Vì Tam Quốc mang giá trị và nhân sinh rất lớn, mà càng suy ngẫm ta lại càng phải gật gù tâm đắc. Vậy thì bây giờ, hãy thử bóc tách những loại người trong Tam Quốc diễn nghĩa. Tại sao tiêu đề của video là loại người trong Tam Quốc nhưng mà mình lại nói về nho giáo? Đơn giản vì người phong kiến ngày xưa bị ảnh hưởng lớn bởi nó. Tầm ảnh hưởng của Nho giáo được minh chứng khi nó có thể tồn tại đến hàng nghìn năm, mang đến sự thịnh vượng cho một đất nước, trở thành một quy chuẩn chung cho những bậc hiền triết trong xã hội phong kiến cũ. Nho giáo không chỉ là những con chữ mà là một hệ tư tưởng về chính trị và đạo đức. Ngày nay, do sự hội nhập của văn hóa phương Tây, Nho giáo đã bị phai mờ, bị coi là cổ hủ, lạc hậu. Tuy nhiên thì thời đó, Nho giáo ảnh hưởng trực tiếp đến thưởng thức con người thời đại này, cho nên để tìm hiểu về con người thì mình nghĩ là nên tìm hiểu về Nho giáo trước tất cả những thông tin mình có được đều chỉ là những gì mà mình tìm hiểu được trong thời gian chưa quá lâu nếu có chỗ thiếu sót hoặc cần đính chính thì hy vọng là mọi người hãy bổ sung cho mình ở phần bình luận theo những gì mình biết thì một nhánh của nho giáo dựa vào niềm tin rằng nhân chi sơ tính bản thiện có thể dạy dỗ ứng biến hoàn thiện bằng nỗ lực của cá nhân hoặc cộng đồng tự tu dưỡng tự sáng tạo từ những con người có lòng trắc ẩn cư xử theo lẽ phải và đạo đức sẽ xây dựng được một đất nước biết ơn biết điều biết ứng xử trong nhân lễ nghĩa trí tín khổng tử đề cao nhất là chữ nhân nhân là cái thể yên lặng rất dễ cảm mà dễ ứng mà bao giờ cũng có tình cảm rất hậu đối với vật gì cũng có lòng cảm xúc và hành động lúc nào cũng trúng tiết và hợp thiên lý trúng tiết nghĩa là có trật tự hợp lễ tiết người có nhân thì có trực giác rất là mẫn nhuệ cái gì thoáng qua cũng trông thấy rõ ràng hiểu biết ngay được mọi ý nghĩa tinh vi và thông suốt đến cái công lý chung của toàn thể không phải từ từ lần theo từng mối một mới thấu cái chân lý người không có nhân thì trực giác mở tối trông cái gì cũng không rõ ngay được cho nên mới phải dùng cái lý trí để mà suy tính những điều tư lợi lý trí là cái năng lực để suy luận mà biết mọi việc xong lý trí chỉ hiểu được cái tính chất và hình thể ở bên ngoài các sự vật mà thôi bởi thế cho nên lý trí chỉ cho ta biết những cái mà ta định được nghĩa tức là chỉ cho ta biết cái vỏ bên ngoài chứ không cho ta biết cái tinh thần linh hoạt bên trong các sự vật cái tinh thần ấy có khi tự nhiên ta biết được mà không thể nói rõ ra được thường những điều mà ta nói rõ ra được hoặc là vẽ ra được thì lại không phải tinh thần nữa vậy nếu ta bỏ cái trực giác là cái biết của tâm mà chỉ chuyên dùng lý trí thì ta thường hay sai lầm tư tưởng này khá là giống câu nói của steve jobs stay hungry stay foolish dại khờ ngốc nghếch sẽ giúp chúng ta đặt mindset của mình trở lại trạng thái đói khát tìm tòi người mà quen việc sẽ bị cái thói lười tư duy làm mọi việc theo lập trình và tự đánh mất đi những cơ hội mới vậy tại sao nho giáo lại quan trọng nhân vật trong tam quốc phần lớn đều là thần dân nhà hán thời điểm mà nho giáo được truyền bá mạnh mẽ nhất đã nói về thời tam quốc cứ áp thang đo của thời đại mà nói cứ so sánh với những gì lão tử nói và áp nho giáo vào há chẳng phải sẽ rõ ràng như nhật nguyệt sao một bậc quân tử anh hùng quân tử là hình mẫu con người chuẩn mực theo nhân sinh quan của nho giáo người quân tử trong xã hội phong kiến là người được đánh giá là phù hợp để cai trị xã hội đức trị hay còn gọi là nhân trị có tố chất leader người quân tử là người có đầy đủ năm ngũ thường nhân trong nhân hậu đối đãi với người khác nhân từ lễ trong lễ nghi bao gồm thờ cúng lễ bái tinh thần thượng tôn pháp luật không làm trái thuần phong mỹ tục nghĩa trong chính nghĩa dạy người quân tử phải sống ngay thẳng chính nghĩa kiểu như trong văn học thì có cảnh lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga ừ thì một phần là vì nguyệt nga là phụ nữ nhưng mà vì chính nghĩa thì vẫn là phần lớn hoặc phần nhỏ <laughs> tín là sự uy tín ngày xưa hay có câu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan tri hay là một lần bất tín vạn lần bất tin chữ tín này bị cắm sừng sẽ hiểu và trí trong trí tuệ người quân tử cần có trí tuệ để nhìn nhận sự việc một cách thông suốt trong thời tam quốc thì là người nắm được mệnh trời còn trong thời hiện đại thì sẽ là người đi mua quần Âu của 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam hàng đầu trên gian Shopee Mall, hiện đang có chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, chỉ 199k cho một chiếc quần Âu dáng crop, trẻ trung năng động nhưng vẫn tinh tế, không nhăn, không chỉ thừa, luôn sẵn sàng cho bạn xỏ vào và phi ra đường, đủ dày để chống nắng và đủ mát để không toát mồ hôi mông. Với chiếc quần Âu này, việc ăn mặc chưa bao giờ dễ dàng đến thế, lại còn đang sale xuống 199k. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận nhưng mà như mình nói đấy tất cả những cái thông tin về nhân lễ nghĩa trí tín đều là những gì mình tìm hiểu được và nói qua cách hiểu của mình nếu có gì thiếu sót mọi người hãy bổ sung cho mình nhé ngoài ra cũng theo mình tìm hiểu về đạo đức kinh lão tử của nhắc đến đức lớn tức là huyền đức trung hợp thay lưu bị có tự là huyền đức hay còn gọi là lưu huyền đức họ lưu là dòng dõi của hàng tộc nên luôn được coi là hán thất người có đủ tư cách nhất để phục hưng nhà hán trong tam quốc diễn nghĩa vậy lưu bị có phải là vị quân tử theo tiêu chuẩn nho giáo không câu trả lời là bề nổi thì có Điều này được chứng minh qua các sự kiện trong Tam Quốc diễn nghĩa. Chữ nhân của Huyền Đức thể hiện ở sự kiện sau khi đổi bắt được Viên Thuật, kẻ này tự xưng là phản đồ nhà Hán, Lưu Bị cho Triệu Vân ban kiếm cho hắn tự sát chứ không ra tay giết hại. Chữ nghĩa của Lưu Bị được thể hiện ở việc ông tham gia chống lại giặc khăn vàng, luôn coi mình là bề tôi, tận trung với thiên tử của nhà Hán. Dù Hán hiến đế bị thao túng, coi như bù nhìn, không có thực quyền. Chí của họ Lưu thể hiện ở cái việc là sau nhiều lần khởi quân nhưng thất bại, Ông cảm thấy rằng bên mình cần những người quân sư tài năng hơn. Tuy không có một cái tầm nhìn quá xuất sắc, nhưng mà Lưu Bị lại có tài ngoại giao kiệt xuất. Bằng chứng là sự kiện ba lần mời ra các lượng khuất núi. <laughs> xuất núi. Theo Tam Quốc diễn nghĩa, bối cảnh lúc đó là Lưu Bị đang cố thủ thành Tân Giã trước sự tấn công của Tào Tháo. Quân sư của ông lúc này là Từ Thứ, người mang lại những thắng lợi đầu tiên cho sự nghiệp làm chúa công của họ Lưu. Có điều là gia đình của Từ Thứ lại ở Hứa Xương khu vực đã bị Tào Tháo chiếm đóng. Hắn cho người giả chữ khí mẹ của Từ Thứ gửi đến một bức thư họ từ hoang mang tột độ xin chúa công của mình là lưu bị về hứa xương để cứu mẹ trước khi ra đi từ thứ đã để lại một di sản rất lớn đó là nói về một ẩn sĩ trên núi có tên là gia cát khổng minh nếu mà lưu bị thu phục được người này thì ông sẽ mát bởi vì khổng minh lúc nóng cầm cái quạt điều này đã tạo nên cái giải thoại tam cố thảo lư của lưu bị khi ba lần lên nhà tranh mới gặp được gia cát lượng và sau này gia cát lượng trở thành quân sư số 1 của nhà thục nhưng cái trí của lưu bị không dừng lại ở cái việc là tuyển người giỏi hơn mình năm đó chu du bất ngờ qua đời thổ huyết mà chết lỗ túc mới tiến cử bàng thống cho tôn quyền nhưng mà quyền xây nô no. bàng thống vì thế đến kinh châu phò lưu bị lưu bị ban đầu cũng xây nô no vì bàng thống nhìn giống thông soái ca sau này khi thấy thư giới thiệu của lỗ túc lưu bị mới vội mời người này về kinh châu giữ chặt bên mình như của quý chữ tín của lưu bị chính là sự kiện quan vũ chém đầu hoa hùng khi cả ba anh em hội quán với thập bát chư hầu với minh chủ lúc đó là viên thiệu ba anh em giữ đúng lời hứa khi chỉ trong vài chiêu đã mang đầu mãnh tướng của đồng trác về thành tăng sĩ khí của các chư hầu. Vậy về cơ bản, Lưu Bị khá là thỏa mãn hình tượng một vị quân tử. Ông cũng được lòng dân khi là vị vua duy nhất sau này, không sát hại người dân khi công thành. Đó là lý do mà Lưu Bị có rất nhiều đền thờ cho đến ngày nay. Nói Lưu Bị là một quân tử trên bể nổi thôi. Vì nếu phân tích sâu sẽ có nhiều sự kiện mà ông đi trái lại những nguyên tắc của bản thân Nhưng vì là một nhà chính trị thì tất nhiên là phải đặt đại cục lên trên cái danh quân tử của mình Những người mang đức tính này trong một thời bình hiện đại ngày nay thì hãy được xếp vào hàng alpha male Kẻ thất phù lỗ mãng, đây là những người tuy có cái tâm tốt nhưng mà hành động nóng nảy, bộc trực, dễ mất lòng người khác, thường hành động theo bản năng mà thiếu đi cái sự suy xét kỹ lưỡng. Người phù hợp nhất có thể nhắc đến chính là tam đệ của Lưu Bị, Trương Phi. Kẻ thất phu này chửi mọi thứ mà y thấy trướng mắt, như cái lúc mà Lưu Bị lên núi thỉnh ra cát lượng, họ Trương luôn miệng chửi mấy tên có ít chữ nghĩa, coi thường người khác, hay sự kiện Trương Phi chửi Viên Thiệu là đồ ngu, xử lã bố là Zano ba họ. Về cuối đời, Trương Phi cũng chỉ vì cái tính nóng nảy của mình mà thiệt mạng. Ông uống rượu say, liên tục đánh đập tướng sĩ, cuối cùng bị hai kẻ dưới trướng là Trương Đạt và Phạm Cương nhân cơ hội sát hại trong đêm. Hứa Chử, vị mãnh tướng dưới trướng của Tào Tháo, cũng là một kẻ thất phu điển hình. Sự kiện nổi bật đó là ông đã một đao chém bay đầu Hứa Du khi kẻ này say xỉn chửi Tào Tháo khắp thành. Mặc dù Hứa Du vừa giúp Tào Tháo đánh bại Viện Thiệu, điều này đã khiến Tào Tháo vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng Hứa Trừ được xá tội chết, chỉ phải chịu phạt. Những kẻ thất phu trong xã hội hiện đại có thể xếp vào dạng beta male, kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Giai đoạn Tam Quốc ghi nhận một trường hợp một tướng quân từng phục vụ dưới trướng của ba vị chúa công, đó là Mạnh Đạt. Ông này lúc đầu phục vụ cho Lưu Trương, sau thấy Lưu bị khí thế ngất trời, dòng dõi cho manh thế phiệt, thế nên là lại quay xe đầu quân cho lưu bị nhưng mà lưu bị chưa bao giờ tin tưởng cái vị tướng quân này nên cử con nuôi là lưu phong kẻ kẻ bên cạnh mạnh đạt vì thế mà sinh lòng đố kỵ sau này quan vũ bị tử trận sau cuộc chiến với quân ngô lỗi lớn thuộc về mạnh đạt khi mà hắn án binh bất động không cho quân ứng cứu mạnh đạt lúc này mới sợ lưu bị trách tội nhanh chí lại đầu hàng tào tháo và sau này đã được tào phi hết lòng trọng dụng nhưng mà từ khi tào phi qua đời thì hắn bỗng trở thành cái gai trong mắt tư mã ý có ý định quay trở lại với quân thục nhưng mà không kịp và đã mất mạng có thể thấy là con người của mạnh đạt chỉ nghĩ đến cái lợi của bản thân mà sẵn sàng làm tất cả bất chấp mọi thứ kể cả danh dự tiếng tăm hay là nhân phẩm gì đấy của mình nhưng các loại người này trong xã hội hiện đại thì chắc là phù hợp để mà làm tội phạm ngụy quân tử Chỗ này mình sẽ nói tại sao mà lúc nãy mình lại nhận định rằng Lưu Bị quân tử chỉ là bề nổi câu chuyện Nhưng nếu khẳng định rằng Lưu Hoàng Thúc là một kẻ ngụy quân tử thì cũng hơi nặng nề Lưu Bị trong Tam Quốc diễn nghĩa có nhiều hành động không hề nhân nghĩa Chúng ta có thể nhắc đến cái việc là khi La Bố đứng trước cửa tử Cầu xin Lưu Bị nói một lời với Tào Tháo hay cái chết bạc nhược của bàng thống Chỉ để Hoàng Thúc có cơ đánh chiếm Kinh Châu Lưu Bị sau cái chết của quân sư có thét lớn thấu trời Nhưng có thật lòng là ông không biết ý định tự sát của bề tôi Hai việc lúc trước Lưu Bị nhiều lần từ chối tiếp quản Kinh Châu, dù Lưu Biểu có lời, nhưng thực chất Lưu Bị từ chối Kinh Châu không phải vì sợ cái danh bất nghĩa, mà ông hiểu rằng Lưu Biểu chỉ muốn thử lòng mình. Hai sự kiện ông vội vàng khởi binh đánh Đông Ngô, dù Gia Cát Lượng đã khuyên ngăn, đã thể hiện ông vì tình riêng mà tùy tiện hành động đến nhường nào. Nói chung là càng về cuối đời, Lưu Bị lại càng được khắc họa là một người đàn ông cố chấp, không đặt bà tánh Thục Hán lên trên trong các quyết định của mình. Sau ca chết của Lưu Bị, may mà có sự tận trung của tể tướng gia cát lượng nước thục đã có nhiều cơ hội để tiêu diệt nhà ngụy nhưng bất thành đó chỉ có thể là do mệnh trời tào tháo từng nói rằng nếu cái giá của quân tử là bị giày xéo trà đạp thậm chí lưu vong thì ta thà là một gian hùng ta không sợ thiên hạ hiểu lầm ta lý luận của tào tháo rất là thực tế đặc biệt là phù hợp với vị trí của một lãnh đạo. Quay lại với Lưu Bị thì cuối cùng có thể nhận định Hoàng Thúc là một vị quân tử nửa mùa vì vị trí của ông vốn cần sự linh hoạt, không thể cứng nhắc. Phẩm chất này trong thế giới hiện đại chắc là hợp để đi bán bảo hiểm. <laughs> Kẻ nhẫn nhịn, sống lâu thành huyền thoại. Đúng vậy, người mà các bạn mong chờ nhất đã xuất hiện. Trung cuối từ Mã Ý, tự là trọng đạt. Theo trang web tên chó con.vn <laughs> <laughs> Theo trang web tên con.vn, thì trọng đạt có nghĩa là kiến thức uyên bác, an bình, phú quý, hưng gia thành công, có số xuất ngoại, công danh, vân vân Và quả thật là Tư Mã Ý là một người như vậy. Nhưng cái hay của Tư Mã Ý không dừng lại ở tài năng, mà đó là khả năng nhẫn nhịn, kiên trì. Tư Mã Ý tưởng chừng là kẻ hậm hĩnh khi dám ngủ ngáy, trong khi Tào Tháo tự chửi mình ngu sau trận thua đau đớn xích bích. Nhưng mà Tư Mã Ý cuối cùng lại là kẻ đầu óc sáng suốt nhất ông đã học hỏi được không ít từ ngụy vương nhất là bài học về bàn chân đắt giá cả đời tào tháo vốn không hề tin tưởng tư mã ý coi ông là một kẻ ngoại đạo nhưng thông thái chỉ sử dụng ông như công cụ để chỉ điểm cho đời con cháu của mình tư mã ý cũng nắm rõ điều này nên là trong sự nghiệp của mình tại nhà ngụy ông đã không ít lần từ bỏ không tham gia vào chuyện triều chính nhà họ tào về quê ăn lạc vũ thú điền viên tuy tào tháo thì dè chừng nhưng tào phi lại rất trọng dụng tư mã ý tào tháo trước khi lâm chung đã luôn dặn con là phải dụng nhưng mà cũng phải phòng tư mã ý cần nói rằng con cháu của tào tháo tài năng là dấu hỏi lớn nhưng chắc chắn đoản mệnh tào phi sau khi tào tháo qua đời phế hán viên đế và tự xưng là hoàng đế nhưng con trưởng của tào tháo lại chỉ tại vị được có 6 năm rồi bệnh nặng qua đời tào duệ kế vị được 13 năm rồi cũng thổ huyết mà chết trong suốt thời gian đó tư mã ý vẫn miệt mài cống hiến cho nhà ngụy dù nhiều lần bị xem nhẹ coi thường ngay chính người vợ của tư mã ý cũng là do họ tào cài vào để làm tai mắt nhưng cái tài của ông lại chính là yêu thương người vợ này hết mực và bà sau này còn sinh cho ông một đứa con dù khi đó ông đã tuổi trung niên thời khắc mà tào duệ chết cũng là thời điểm chín cơ chín mùi với tư mã ý ông mài gươm hàng chục năm nhưng chỉ chém đúng một nhát đã biến nhà tào trở thành đúng nhà hán khi xưa tư mã ý chết đi nhưng đã tạo ra tiền đề để con cháu thành lập nhà tấn về sau thống nhất trung hoa người có phẩm chất như tư mã ý có thể nói là sống ở thời nào cũng được mới rất là giỏi nhẫn nhịn nhưng nhẫn nhịn là có lý do và mục đích lại có biết lựa thời cơ để mà tiến lùi tùy ý xã hội phong kiến của trung hoa phồn thịnh như vậy là công rất lớn của nho giáo thời đại xưa con người ít có cơ hội được tiếp xúc với chữ nghĩa nên những người học cao thì có khả năng nắm được kẻ phàm phu như lòng bàn tay loại người nào cũng có cái lợi cái hại của nó minh chứng rõ ràng nhất là cái kết mà họ nhận được giá trị của lịch sử là như vậy nó giúp những thế hệ sau có những bài học những kinh nghiệm mà không cần phải tự thân trải qua đấy là phần phân tích của mình nếu có sai sót mọi người hãy bổ sung cho mình nhé đây là vịt xin chào và hẹn gặp lại